Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Nam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây, tác giả Y Nùng Dĩ Sực. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho bạn bè mình cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Nam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây, tập 3. Sáng sớm hôm sau, Hồng Tụ đến cho Tiêu Dư An rửa mặt thay y phục. Kết quả phát hiện hắn đã ngồi như một khúc gỗ trên giường, đôi mắt sa sút, quầng thâm dưới mắt rất đậm. Hoàng thượng, Hồng Tụ bị dọa đến nỗi chậu nước trên tay cũng sắp đổ. Tiêu Dư An hoàn hồn lại. À, Hoàng thượng, người làm sao vậy? Không ngủ tốt sao? Hồng Tụ lo lắng hỏi. Tiêu Dư An đâu phải chỉ là ngủ không tốt, mà là cả đêm hắn căn bản không có ngủ. Hết cách, bên cạnh không có tiếng hít thở, Tiêu Dư An không thể nào ngủ được. Thức khuya hại thân. Tiêu Dư An vò vò huyệt thái dương, đứng dậy để Hồng Tụ giúp mình thay y phục. Tiêu Dư An là người rất giỏi điều tiết tâm trạng của mình. Thức khuya khiến cho lòng hắn đầy nỗi hoang mang, cho nên hắn quyết định tìm trước việc gì đó để phân tán sự nôn nóng. Ví dụ như đi xem nam chính, rồi đi xem nữ chính, cảm nhận một chút cảm giác tắm trong hào quang nhân vật chính là một trải nghiệm như thế nào. Nam chính Án Hà Thanh đang trị thương trong Thái Y Điện. Dùng xong bữa sáng, Tiêu Dư An hớn hở chạy đến Thái Y Điện. Trời vừa mới sáng, thời gian còn sớm. Sáng sớm đầu đông lạnh ý bức người. Thái Y Điện hương thuốc dày đặc. Trung ương đại điện, dãy dãy dưới quầy thuốc. Một vị lão thái y mặc một cái áo bào dày, lúc có lúc không gật gù buồn ngủ. Nghe thấy âm vang, lão thái y ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Dư An vội vàng quỳ xuống hô to, Hoàng thượng. Lão thái y vừa quỳ, cánh tay già và chân già bắt đầu có tiếng kêu kẽo kẹt kêu lên, dọa đến Tiêu Dư An vội vàng đỡ y lên. Hôm qua, người từ nhà lao đưa đến đâu? Hồi Hoàng thượng, trọng nội thất, vừa mới uống xong ma phí tán, có lẽ là đang ngủ say, lão thái y trả lời. Ma phí tán là một loại thuốc gây mê từ một hỗn hợp rượu và thảo dược. Đưa ta đi xem thử. Lão thái y mắt nhìn đoàn thị vệ và tỷ nữ đi theo Tiêu Dư An, trên mặt lộ ra một chút khó xử. Hoàng thượng, nội thất nhỏ, e rằng không thể chứa hết nhiều người như vậy. Tiêu Dư An đem Hồng Tụ và Dương Liễu An xách ra. Vậy ta chỉ đem hai người này. Lão thái y không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng dẫn ba người đi đến nội thất. Bên trong nội thất quả thật rất nhỏ, một chiếc giường hầu như chiếm trọn căn phòng, và trên giường nằm một người. Tiêu Dự An để nén sự kích động trong tim, từ từ đi đến đó. Là Nam Chính à? Là Án Hà Thanh à? Một đêm khởi chiến với 10 cô gái, không phải đã trêu ghẹo được gái, thì là đi trên con đường ghẹo gái, đồng thời là Nam Chính, đi ghẹo hết gái khắp thiên hạ này à? Nhưng mà lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Tiêu Dự An rất sững sờ. Con người trước mặt này không còn là vẻ nhếch nhác trong nhà lao, quần áo cũng đã thay một bộ trung y sạch sẽ, tay chân quấn băng vải cầm máu. Cả con người nhìn rất sạch sẽ mát mẻ, nhưng mà không biết do sự cố nào đó, trên mặt của hắn bôi một lớp than đen, căn bản không thể nào nhìn rõ dung mạo ban đầu. Lão thái y thấy Tiêu Dự An nghi hoặc, hoang mang giải thích. Đây là dù hắn thả chết cũng phải bôi lên. Tiêu Dự An suy nghĩ một chút kịch bản nguyên tác, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong nguyên tác, quân vương thiếu niên cũng giống như Tiêu Dư An, đem Án Hà Thanh thả ra khỏi nhà lao. Án Hà Thanh biết được ý đồ của quân vương thiếu niên, cho nên kiên trì dùng than bôi đen dung mạo. Một ngày, quân vương thiếu niên nhớ ra Án Hà Thanh, hiếu kỳ mà đến. Nhưng sau khi quân vương thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt đen như ma này của Án Hà Thanh, chán ghét không thôi. Thế là từ đó không hỏi về chuyện của Án Hà Thanh nữa. Án Hà Thanh cũng từ đó mà thoát khỏi số phận có khả năng trở thành cấm luyến. Hồng Tụ rất lanh lợi. Trên mặt Tiêu Dư An để lộ tiếc nuối, lập tức nhìn rõ mồn một. Hoàng thượng, nô tỳ đi lấy thau nước đem mặt hắn rửa sạch. Không cần đâu, không sao. Tiêu Dư An vẫy vẫy tay. Dù sao cũng không cần gấp, trước sau cũng sẽ thấy mặt Án Hà Thanh trông như thế nào. Người trên giường, mặc dù hơi nhíu mày, nhưng mà hơi thở chậm rãi, an nhàn bình tĩnh. Tiêu Dư An nghĩ, có lẽ sau vài ba năm, con người giả ngủ bình tĩnh trước mặt mình này, có thể đem mình sống sờ sờ mà đâm tới chết, lại có chút cảm khái vạn lần.
Sau khi cảm khái trong lòng, đột nhiên tung ra một điều không hài lòng. Tại sao lại có thể ngủ ngon như vậy? Chính mình hôm qua cả đêm không ngủ được. Không phải họa chia ít, chỉ sợ chia không đều. Tiêu Dự An thấy không phải họa chia không đều, mà là hắn ôm trọn họa. Tiêu Dự An thở dài, trong lòng nghĩ, nếu sau này bên cạnh mình không có tiếng thở. Đợi đã, tiếng hít thở. Tiêu Dự An liếc nhìn Án Hà Thanh đang ngủ say, rồi lại khoa tay múa chân. Do độ lớn của chiếc giường, rồi gật gật đầu hài lòng. Đem Án Hà Thanh để sang một bên giường, sau đó Tiêu Dự An nằm xuống. Hắn nằm xuống. Ba người còn lại ngu người một giây. Lão Thái Y bị dọa đến bủn rủn chân tay, lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng! Không cần kinh ngạc như vậy, chưa thấy qua người buồn ngủ quá, ngồi xuống đất cũng có thể ngủ sao? Tiêu Dự An có lòng tốt an ủi Lão Thái Y. Lão Thái Y trong lòng gào thét. Chưa thấy qua a, đúng thật là chưa thấy qua a. Hoàng thượng, đây, đây, đây. Dương Liễu An cũng bó tay. Cũng may là còn một hồng tụ thiểu lý lẽ. Nàng đỡ Lão Thái Y lên, đối với Dương Liễu An nói. Dương thị vệ, hôm qua Hoàng thượng ngủ không ngon, cho nên mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi cứ ra bên ngoài cửa nội thất canh giữ đi. Tiêu Dự An nhịn không được mà cảm thán. Không hổ danh là thị nữ mà quân vương thiếu niên chỉ điểm. Thật là biết nhìn mặt đoán ý người á. Dương Liễu An nhìn Tiêu Dự An, nhìn người gật gật đầu, lập tức tuân chỉ, đi ra khỏi nội thất. Tiếp đến là Hồng Tụ đưa Lão Thái Y ra ngoài. Một bên giúp Tiêu Dự An cởi đồ, chỉnh lại chăn đệm, một bên khuyên giải. Hoàng thượng, nơi đây giường chiếu ẩm ướt. Người muốn kẻ này, sao lại không để người mang hắn tới tẩm cung? Tiêu Dự An im lặng. Cô nương, ngươi sai rồi. Lời hồi nãy ta nói là lời an ủi thôi. Ta thật sự chỉ đơn thuần là muốn ngủ thôi. Cầu ngươi đừng nhắc tới chuyện cấm luyến nữa. Đây là nam chính đó. Ta sợ xẻo thịt thôi, không đủ, còn bị gọt thành nhân côn nữa đây này. Tiêu Dự An trong lòng có chút mệt mỏi. Trong lòng mệt mỏi thì chỉ muốn ngủ, dứt khoát lười giải thích, nằm trên giường nhắm mắt rồi ngủ. Hồng Tụ quả thật không nghĩ tới Tiêu Dự An là thật sự muốn ngủ. Sau khi hơi thoáng mắt trợn tròn, giúp người đắp chăn gọn gàng, nhẹ nhàng bước ra khỏi nội thất. Tỉnh ngủ sau một giấc, đã là buổi chiều. Tiêu Dự An tươi tỉnh ngồi dậy vươn vai, xoa xoa cổ nhìn về hướng bên cạnh. Tư thế của Án Hà Thanh từ nằm ngửa chuyển thành nằm nghiêng, hai tay đặt lên gối. Tuy rằng mặt bôi đầy than, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan tuấn giật. Tiêu Dự An không khỏi cảm thán một tiếng. Nam chính lúc ngủ, nhìn thật là giống một con vật vô hại a. Nếu như không phải Tiêu Dự An biết trước tình tiết nguyên tắc, bất luận thế nào cũng không dám tin. Con người trước mắt này, sau này sẽ một đấm đánh tan Bắc Quốc, huyết tẩy Hoàng cung Bắc Quốc. Hình như là đang gặp ác mộng, Án Hà Thanh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt bắt đầu run rẩy. Tiêu Dự An lập tức đưa tay vỗ vỗ hắn. Này anh bạn, không sao chứ? Hào quang nam chính của ngươi đâu rồi? Ngươi treo nó đâu rồi? Lần vỗ này không xong rồi. Tiêu Dự An phát hiện Án Hà Thanh đang phát sốt, cảm giác nơi tay chạm nóng hổi. Nước! Án Hà Thanh mơ mơ màng màng, thấp giọng thì thào. Tiêu Dự An lập tức ngồi dậy, tìm kiếm trong nội thất một lượt, sau đó không màng khó khăn mà tìm một ấm trà bằng sứ với một cái chén nhỏ. Tiêu Dự An dùng cái chén nhỏ rót đầy nước mang tới bên cạnh giường, rồi dùng tay ôm vai Án Hà Thanh, đem hắn tựa lên người mình, từng chút nhỏ cẩn thận đem nước đưa vào miệng Án Hà Thanh. Ước chừng nghe thấy tiếng động, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, là Lão Thái Y. Hoàng thượng, bệnh nhân đến giờ thay thuốc rồi. Tiêu Dự An nói, vào đi. Cửa phòng nội thất nhẹ nhàng mở ra, Lão Thái Y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bị dọa đến thuốc trên tay rớt hết xuống đất. Hồng Tụ theo sát phía sau, vừa nhìn đã thấy xót ruột, vài bước đi tới. Hoàng thượng, người làm sao lại có thể làm công việc vất vả này, cứ để nô tỳ làm cho. Không sao, đút xong rồi. Tiêu Dự An bỏ cái chén sứ xuống, lại dìu Án Hà Thanh nằm xuống giường, xoay người hỏi Lão Thái Y. Hắn phát sốt rồi, làm sao đây? Lão Thái Y run rẩy, quỳ dưới đất nhặt lại thuốc. Nghe thấy Tiêu Dự An hỏi, vội vàng chắp tay đứng dậy. Hồi Hoàng thượng, không có gì đáng lo cả. Cơn sốt này sẽ rất nhanh hạ, sau khi hạ, bệnh tình căn bản sẽ được chữa khỏi hẳn. Vậy thì tốt, Tiêu Dự An gật gật đầu. Vậy thì làm phiền ngươi chăm sóc tốt cho hắn. Lão Thái Y thận trọng, gật đầu như dã tỏi. Ngủ cũng đã ngủ rồi. Nam chính cũng đã xem rồi. Tiêu Dự An tâm trạng rất tốt,
vui sướng mà chuẩn bị bãi giá hồi cung. Hồng tụ tâm tư cực kỳ tỉ mỉ, nhỏ giọng hỏi Tiêu Dư An: "Hoàng thượng, đợi kẻ đó khỏi bệnh là nô tỳ có thể sắp xếp hắn đến Cảnh Dương cung không?" Cảnh Dương cung là nơi mà cấm luyến của quân vương thiếu niên ở, do một tay Hồng tụ phụ trách quản lý. Tiêu Dư An bất lực sờ trán: "Không không không. Không, cô nương, ta cầu xin ngươi hãy dẹp cái suy nghĩ nguy hiểm này đi a." Hồng tụ sững sờ: "Vậy hoàng thượng muốn đưa hắn đi đâu?" Tiêu Dư An rất phiền não, dùng ngón tay gõ gõ đầu mình, trong lòng nghĩ: "Nam chính và nữ chính trước khi gặp nhau là sống ở đâu nhỉ? Đi đi à, đúng rồi, đưa hắn đi nội phủ." Nội vụ phủ? Hồng tụ trước giờ luôn tự biết thận trọng, cũng nhịn không được mà mở miệng ra nghi hoặc. Rốt cuộc, bất luận nhìn thế nào, hoàng thượng cũng rất để ý kẻ này, nhưng hoàng thượng lại không đem thu vào làm cấm luyến, mà lại đưa hắn đi làm nô tài làm việc vặt, đây cũng quá kỳ lạ rồi. Đúng, nội vụ phủ do Triệu Công Công phụ trách quản lý đúng không? Tiêu Dự An hỏi. Hồi hoàng thượng, đúng ạ. Hồng thụ thu thập lại tâm trạng hồi đáp. Vậy thì không sai, đưa đến nội vụ phủ đi. Tiêu Dự An giải quyết dứt khoát. Xong, lại quay đầu nhìn Án Hà Thanh đang ngủ say. Án Hà Thanh ơi, Án Hà Thanh, Triệu Công Công là một nhân vật phản diện lớn đó, tiếp đến lại phải để ngươi chịu khổ rồi. Nhưng mà là để gặp được nữ chính công chúa Vĩnh Ninh, ngươi phải nhẫn nhịn một chút. Tiêu Dư An vạn lần không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại xuyên không xong. Không phải buồn tẻ vì không có tivi, không phải đau khổ bởi vì không có wifi, cũng không phải lo âu vì không có điều hòa, mà là lo lắng vì ngủ không được. Trong khi Tiêu Dư An nằm đơ trên giường nửa ngày vẫn không có ý ngủ, dứt khoát lật người bỏ dậy đi làm phiền Dương Liễu An đang canh đêm ở trước điện. Dương Liễu An bị dọa đến hết hồn, nhưng mà vẫn thành thành thật thật mà bồi Tiêu Dư An tán gẫu chuyện nhân sinh. Tiêu Dư An: "Biển lớn toàn là nước, tuấn mã có bốn chân, ông trời ơi, ta muốn ngủ." Dương Liễu An khóe miệng run rẩy, nội tâm đang sụp đổ. Nhưng mà thân là thị vệ bên cạnh của hoàng thượng, hắn rất là thuận tị với công việc, nghiêm túc mà nghe Tiêu Dư An nói nhảm, có thể xưng là thị vệ bốn tốt, cảm động trời đất. "Đúng rồi, Dương Liễu An, ngươi có người nhà không?" Tiêu Dư An làm nhảm một hồi, đột nhiên hỏi. "Hồi hoàng thượng, không có." "Phụ mẫu ngươi đâu?" Dương Liễu An do dự một hồi, vẫn thành thành thật thật mà đáp. "Vi thần là do cung nữ sinh ra, không biết sinh phụ là người nào. Vi thần từ nhỏ lớn lên trong cung, được tiên đế coi trọng ân tình, có được một chức thị vệ, giờ đây sẽ vì hoàng thượng mà dốc sức, chỉ nguyện cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ, làm cho đến chết mới thôi." Tự nhiên nghĩ tới cảnh tượng Dương Liễu An đầu lìa khỏi xác, Tiêu Dư An không thoải mái mà nhíu mày, đổi chủ đề. Trò chuyện được một lúc, Tiêu Dư An nhớ ra quân vương thiếu niên có thuộc tính đoạn tụ, sợ nếu như cứ tiếp tục nói, sự trong sạch của Dương Liễu An sẽ không được đảm bảo, thế là lại tiếp tục về giường nằm đơ ra đó. Nằm đơ ra một lúc, cửa ngoài điện đèn đuốc sáng lên, là Hồng tụ. "Hoàng thượng, người ngủ rồi chứ?" "Hửm, chưa ngủ, làm sao vậy?" Tiêu Dư An nghi vấn. Hồng tụ một tay cầm lồng đèn, một tay bưng bát sứ. "Nô tỳ nghe Dương thị vệ nói, hoàng thượng tối không thể ngủ, bèn sắc một bát canh an thần đến." Tiêu Dư An trong lòng ấm lên. Trong cuốn tiểu thuyết này, tất cả các em gái thiện giả ý, người đều bị nam nhân thu vào túi hết rồi. Em gái Hồng tụ người tuyệt đối là một dòng nước tinh khiết. Hơn nữa, Hồng tụ cũng đã biết quân vương thiếu niên chỉ thích nam sắc. Loại hành động này chắc chắn không có nghĩa là thể hiện mưu đồ tình yêu nào đó. Đợi đã, Hồng tụ biết tính tình của mình. Nếu như vậy... Tiêu Dư An đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hỏi Hồng tụ. "Không sao, canh không cần uống. Có điều Hồng tụ ngươi, có ở bên cạnh giường bồi ta, đợi đến khi ta ngủ là được." Hồng tụ giật mình. "Hoàng thượng là cảm thấy đêm dài buồn chán ư? Hay là để nô tỳ đi gọi vài tên cấm luyến đến bồi người?" "Đừng có đi gọi cái đám tiểu yêu tinh thích cọ sát người đó đến đây nữa. Ta thật sự không đi được trên con đường tổng tài bá đạo à. Hơn nữa, bọn họ vừa đến là như cẩu bì cao dược vậy, dán chặt lên người, muốn xé xuống cũng xé không được." Tiêu Dự An đành chịu. "Không cần đâu. Ta gần đây tôn sùng tồn thiên lý, diệt nhân dục." Tồn thiên lý nghĩa là thuận theo tự nhiên. Diệt nhân dục nghĩa là ta ăn chay.
Diệt, diệt nhân dùng. Hồng tụ bị dọa đến nỗi, xém chút nữa cắn phải lưỡi của mình. Hoàng thượng, người làm sao đột nhiên suy nhược rồi? Một câu vừa nói xong, Hồng tụ cảm thấy không ổn, sợ đến nỗi quỳ oạch xuống đất. Nô tỳ nói rằng bậy, mong hoàng thượng trách phạt. Hắn cảm thấy nếu mình mà không thể nào ngủ nữa, thì đúng là thật sự sẽ suy nhược. Tiêu Dự An khóc không ra nước mắt. Không sao, người đứng lên đi, đừng có động tí là quỳ xuống. Hồng tụ vừa đứng lên vừa thở phào nhẹ nhõm. Ngôn ngữ giao tiếp thất bại, đến lúc Tiêu Dự An chuẩn bị bỏ cuộc. Hồng tụ, vậy mà lại không nói thêm nửa câu nhảm, chủ động thổi tắt đèn đuốc, đứng lên, canh long thập. Tiêu Dự An cảm động đến nỗi nước mắt ròng rã, lật người rồi âm thầm cùng Chu Công đi hẹn hò. Đại sự hàng đầu làm sao có thể ngủ, thật không dễ dàng gì mà đã giải quyết được. Trong lúc Tiêu Dự An nghĩ mình có thể nhàn nhã hai ngày, thì câu chuyện chính trong nguyên tác lại rất hùng hổ, đổ thẳng xuống, ập vào mặt hắn. Trấn Quốc Bắc Bình tướng quân đến dâng lời khuyên can. Tiêu Dự An đang nhai bánh quế hoa, một mặt ngỡ ngàng hỏi. Dương Liễu An trình báo. Ai? Hoàng thượng, là Tôn tướng quân ạ. Dương Liễu An có chút tan vỡ. Tiêu Dự An miệng đầy bánh quế hoa, nghẹn ở cổ họng, hò đến nỗi trời đất mù mịt. Dương Liễu An vội vàng mang nước đến. Hoàng thượng, người không sao chứ? Đừng gấp, ăn chậm chút. Lại còn ăn cái búa ấy. Tiêu Dự An vội vàng uống nước xong, đem chén sứ và đĩa nhỏ đựng bánh quế hoa để vào trong ngực Dương Liễu An. Đây, toàn bộ cho ngươi, Tôn tướng quân đâu? Dương Liễu An tự nhiên bị nhét đủ thứ lên ngực. Tôn tướng quân đang ở chính điện chờ bệ hạ. Tiêu Dự An không dám chậm trễ, một mặt đứng lên vô cùng lo lắng, vội vã hướng đến đại điện, một mặt oán thầm. Chính là cái đoạn tình tiết trong nguyên tác này. Cái vị Tôn lão tướng quân này là một nhân vật lớn à? Ông ấy đã ngoài 60. Ông đã đi theo ba đời quân vương Bắc Quốc chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách. Vạn người kính nể, sau khi đi theo thiên đế thảo phạt Nam Yến Quốc, được phong làm Trấn Quốc Bắc Bình, đại tướng quân, nắm trong tay nửa binh quyền của Bắc Quốc. Mọi người nghe đi, Trấn Quốc Bắc Bình, đại tướng quân, nghe có ngầu không? Nghe có lợi hại không? Hơn nửa quần thần trung quy là thông gia, vị lão tướng quân này cũng là ông ngoại của nữ chính, công chúa Vĩnh Ninh. Hơn nữa, một vị lão tướng quân như vậy, ông ấy ở trong nguyên tác, xém chút nữa bị quân vương thiếu niên lôi ra chảm. Xém chút nữa bị tên ngu ngốc đó chảm. Từ xưa đến nay, cái chết trung thành của thần tử, đại khái đều là văn tử gián, võ tử chiến. Quan văn chết do khuyên can, quan võ chết do khiêu chiến. Vị lão tướng quân trên chiến trường đã chính chiến hơn 40 năm, vẫn chưa lấy thân hy sinh cho tổ quốc, lại xém chút nữa chết trên những lời khuyên can. Trong tình tiết nguyên tác đại khái là, lão tướng quân đến mắng quân vương thiếu niên, ngươi tại sao lại có thể hồ đồ như vậy? Ngân khố quốc gia cũng bị ngươi tiêu xài đến trống không? Ngươi vẫn ngày ngày ca múa, cả đời ăn nhậu, chơi bời. Ngươi như vậy là muốn diệt quốc? Cái con bê nhà ngươi, ta sao lại ngu ngốc như vậy? Ta phải thay tiên đế quản lý tốt đứa con não tàn như ngươi. Lão tướng quân mắng vài câu, quân vương thiếu niên cũng vì e ngại thân phận của ông ấy nên cũng nhẫn nhịn. Nhưng mà, cái vị lão tướng quân này tính khí rất dữ dội à. Sau khi đã chửi thì chửi đến nửa canh giờ. Mắng đến quân vương thiếu niên nóng lên, cho người, ném vào đại lao. Đem vị lão tướng quân đức cao vọng trọng này, nhốt làm tử tù. Như thế này xong rồi, trên dưới triều đình giống như bị cho vào nồi chiên vậy, được một trận bập bềnh bất an. Hên là quân vương thiếu niên không phải là một tên não tàn. Sau khi bình tĩnh lại, tự mình cảm thấy không đúng. Đem lão tướng quân thả ra trở lại, sau đó đem chuyện này quăng ra sau não, vững như bình thường, ngày ngày mở tiệc, sống một cuộc sống dâm loạn hoang đường. Lão tướng quân nhìn mà tức mẹ nó, thích làm gì thì làm, lão tử không quản ngươi nữa. Đi rồi, sau đó cũng khất hải cốt, cũng chính là cáo lão hoàn hương, về quê làm ruộng nuôi cá. Bắc Quốc cũng từ đó mất đi một vị lão tướng quân có thể ổn định quân tâm, cùng trình độ binh pháp cực cao. Lúc trước Tiêu Dự An đọc đến đoạn này, trong lòng nhịn không được mà cảm khái. Như vậy mà cũng không bị diệt quốc thì thật là không có thiên lý rồi Tiêu Dự An vừa đi tới chính điện. Lão tướng quân trên người mặc một bộ giáp cùng với chiếc áo bào nhuộm huyết chiến. Vừa nhìn đã biết là ôm hết 12 phần quyết tâm mà đến. Nhìn thấy Tiêu Dự An, lão tướng quân cả đầu tóc bạc, hất áo choàng.
đôi tay chắp thành đấm, quỳ nửa gối xuống, vừa lạy vừa hét lên thê lương. Hoàng thượng! Tiêu Dự An làm sao dám nhận một lạy đó, bù một tiếng, quỳ xuống trước mặt lão tướng quân. Đúng, tướng quân ngài nói rất đúng, đều nghe ngài hết. Lão tướng quân, hoàng thượng, thần vẫn chưa nói gì mà. Hả? Vẫn chưa nói? Ông lúc nãy hét lên khóc lóc kể lể, ta còn tưởng là lên án xong rồi bắt đầu khuyên bảo chứ. Tiêu Dự An hai chân quỳ dưới đất, đưa tay muốn dìu lão tướng quân lên. Ngài nói, ngài nói. Lão tướng quân không đứng dậy, lại một lạy nữa. Hoàng thượng, tiên hoàng tiên đế chinh chiến nhiều năm, đổi lại một quốc thổ Thái Bình này. Người như vậy không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông ngư. Tiêu Dự An vội vàng lại trả. Vâng ạ, không sai, ta có lỗi với họ a. Lão tướng quân lại một lạy. Hiện giờ ngân khố quốc gia thiếu hụt, người lại ngày ngày mở tiệc sinh ca, đắm chìm trong ăn nhậu chơi bời, không màng triều chính. Đây chính là dấu hiệu của diệt vong a. Tiêu Dự An lại lần nữa lại trả. Đúng a, quả đúng luôn. Lão tướng quân, ngài nói rất đúng, ta sửa, ta nhất định sẽ sửa. Lão tướng quân ngơ ngác. Tình huống gì đây? Tại sao hoàng thượng lại nghe lời như vậy? Có phải là do ta quá già rồi nên bị hồ đồ không? Tiêu Dự An dìu lão tướng quân, mặt vẫn còn đầy nghi hoặc đứng lên, rồi dìu ông ngồi xuống. Tôn tướng quân, ngài đừng quỳ nữa, ngồi ở đây đi, ta đứng đây nghe ngài mắng. Lão tướng quân lại càng ngơ ngác, đột nhiên bị thái độ của Tiêu Dự An làm cho đến trở tay không kịp. Nhưng sau khi lão tướng quân bình tĩnh trở lại, vẫn tiếp tục mắng. Quả nhiên là mắng tới tận nửa canh giờ. Tiêu Dự An trong toàn bộ quá trình chỉ trả lời 3 câu. Ngài nói đúng, ngài nói rất có đạo lý à, ta nhất định sẽ nghe ngài. Tuy rằng 3 câu này nghe lên cực kỳ qua loa, nhưng mà thái độ của Tiêu Dự An lại cẩn thận tỉ mỉ. Không những tiếp thu ý kiến của lão tướng quân, hủy bỏ tất cả quốc yến còn lại, và cũng bắt đầu mỗi ngày ngoan ngoãn giải quyết triều chính. Làm cho lão tướng quân cảm động đến nỗi một xô nước mắt, một xô nước mũi, trong lòng tung hô, tiên đế hiển linh rồi. Tiêu Dự An thầm nghĩ, thôi dẹp đi, hắn không cần phải hiển linh với ta đâu. Sự dâm loạn của quân vương thiếu niên không phải di truyền từ hắn sao? Cái cách hành động này của Tiêu Dự An, lão tướng quân tự nhiên sẽ không còn muốn đi nữa, ít đi một trận hỗn loạn. Tiêu Dự An cũng không tiêu xài phung phí nữa, ngân khố quốc gia cũng từ thiếu hụt mà dần dần chuyển sang đầy đủ. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều vui vẻ. Tiêu Dự An cả ngày lo triều chính, trong hoàng cung có một nơi mang đầy một vẻ buồn sầu, u ám. Nơi đó chính là Cảnh Dương Cung, nơi mà cầm liến của quân vương thiếu niên ở. Tuy rằng quân vương thiếu niên chỉ thích nam sắc, không yêu nữ tử, chưa từng có qua phi tần. Nhưng mà cầm liến là cầm luyến, địa vị thấp hèn, không thể so với một phi tử. Nếu như quân vương thiếu niên lạnh nhạt với họ, mất đi sự ban thưởng và sủng ái, vậy thì địa vị của họ cũng chẳng khác nào lũ nô tài thấp hèn nhất. Cảnh Dương Cung tứ phía đầy sự ai oán than vãn, nhưng cũng có người vẫn như bình thường. Tuy rằng chỉ mới bắt đầu mùa đông, Bắc Quốc đã như nghìn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, hàn ý không thể ngăn được mà bao bọc lấy tất cả ngóc ngách trong hoàng cung. Hiểu Phong Nguyệt đã sớm dậy khỏi giường, mặc lên những chiếc áo dày cùng áo choàng, đem đống tuyết tích ở bên ngoài cửa quét sạch sẽ. Tuy nói Hiểu Phong Nguyệt từ nhỏ ở Nam Yến Quốc, chưa từng thấy qua cảnh tượng tuyết rơi này, nhưng mà cảm giác kinh ngạc vui mừng mới gặp đã biến mất, và thay thế nó là sự đáng sợ của lạnh giá. Hiểu Phong Nguyệt ban đầu là một cầm sư của Nam Yến Quốc. Sau khi đất nước bị tiêu diệt, bị bắt tới Bắc Quốc, bởi vì tính tình không tục, vẻ ngoài tuấn tú, cho nên bị Hồng Tụ tuyển ra, sắp xếp vào Cảnh Dương Cung. Hên là quân vương thiếu niên thích loại nhuyễn mị yêu nghiệt, đối với hắn không có hứng thú, cho nên chưa từng tìm đến hắn. Cuộc sống của Hiểu Phong Nguyệt ở Cảnh Dương Cung thì cũng như sống qua một ngày, được một ngày. Hiểu Phong Nguyệt đem đống tuyết trước cửa quét sạch sẽ, hà một hơi vào đôi bàn tay đỏ ửng, rồi đi vào trong phòng. Đột nhiên, có người từ đằng sau hắn, đem con mắt của hắn che lại. Hiểu Phong Nguyệt mỉm cười, đưa tay sờ lên bàn tay trước mắt. Liễu An! À, lại bị ngươi nhận ra rồi. Dương Liễu An thu tay về, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Mau vào đây, không sẽ bị người ta thấy đó. Hiểu Phong Nguyệt vội vàng kéo Dương Liễu An vào trong phòng, đưa tay đóng cửa phòng lại. Tay của ngươi lạnh quá. Dương Liễu An nắm lấy đôi bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng của Hiểu Phong Nguyệt, không ngừng mà xoa nắn. Không sao cả mà. Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, bên trong ngữ khí che đậy sự vui mừng. Đúng rồi,
Lần trước hoàng thượng thưởng cho ta một ít bánh quế hoa, ta đem đến cho ngươi nếm thử. Dương Liễu An từ trong ngực lấy ra một gói giấy dầu, cẩn thận tỉ mỉ mở ra, lấy một miếng lên, đút vào trong miệng của Hiểu Phong Nguyệt. Ngon không? Hiểu Phong Nguyệt gật gật đầu, dịu dàng mỉm cười. Ngon. Đúng rồi, lúc trước ta ở đình nghỉ mát, đàn cho ngươi nghe, kết quả bị người ta nghe thấy. Ừ, là hoàng thượng. Thấy Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng bệch, Dương Liễu An vội vàng xua xua tay. Ngươi đừng gấp, hoàng thượng cũng không có truy cứu. Hiểu Phong Nguyệt hiểu sơ lược, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Đúng rồi, sao ngươi lại có thời gian đến? Cả ngày hôm nay, ta cũng có thể ở đây bồi ngươi, bởi vì hoàng thượng hôm nay chịu để thị vệ và tị nữ đi cùng. Dương Liễu An đáp. Hiểu Phong Nguyệt mặt lộ nghi hoặc. Hử, là vì chuyện gì á? Hoàng thượng có nói cho ta nghe một tiếng, nhưng mà ta nghe không hiểu. Tiêu Dự An than thở. Gần đây hoàng thượng ngày càng hòa nhã dễ gần, nhưng mà nói chuyện lại càng lúc càng kỳ lạ. Ế, hoàng thượng nói gì? Người nói, người muốn đi nhìn lén cuộc gặp gỡ của nam chính và nữ chính. Hết tập 3. Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện Đam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây của tác giả Y Nùng Dĩ Dực qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem. Rất mong nhận được comment của các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.